Tác dụng của gương cầu lồi được trang bị trên những đoạn đường đèo dốc. Anh chị thấy ở trước mặt chúng ta là một khúc cua cũng khá là ngoặt. Và khi chúng ta đi từ dưới lên, điểm mù của chúng ta khá là nhiều. Anh chị sẽ không quan sát thấy được nhiều những chiếc xe mà đang đi ngược chiều phía bên kia đi xuống. Thì chiếc gương cầu lồi này nó sẽ giúp cho chúng ta quan sát xem là phía ngược chiều của chúng ta có xe hay không. Ví dụ như em quan sát vào trong gương cầu lồi này, em đang thấy có một chiếc xe máy đang từ trên đi xuống. Và em có thể nắm bắt được trước như vậy, em biết được tình huống như vậy thì em sẽ có cách để em xử lý. Có thể là chúng ta sẽ nhường họ nếu như mà gây ra nguy hiểm. Còn nếu như an toàn thì anh chị mình vẫn cứ tiếp tục di chuyển được. Nhưng tốt nhất những khúc cua như thế này có gương cầu lồi, anh chị hãy quan sát tốt về gương cầu lồi. Và thứ hai là chúng ta sẽ bám sát phía bên phải theo chuyến đi của mình. Và ngay trên trước mặt chúng ta kia cũng có một chiếc gương cầu lồi nữa. Và đó em vừa quan sát ngược chiều thấy có một chiếc xe máy đi xuống, và chính là hai anh chàng đẹp trai này. Đó, anh chị mình sẽ thấy là điểm mù của chúng ta nó mắc cái khúc cái góc của cái ngọn núi quả núi này rất là nhiều, cho nên là gương cầu lồi giúp cho chúng ta, nó giống như con mắt thần giúp chúng ta nhìn được những chiếc xe ngược chiều, nó giúp cho chúng ta an toàn nhiều hơn. Cho nên đó là một điểm khá là quan trọng của gương cầu lồi. Hy vọng rằng khi anh chị mình di chuyển trên những đoạn đường đèo dốc, anh chị hãy quan sát vào gương cầu lồi để chúng ta lái xe an toàn hơn.